mình có mớ cá thu kiến mình luộc rồi sơ sơ rồi nha bạn, cho nó đốt cái nhớt đó, giờ mình bỏ nó lên đây mình nướng. Ồ con này nó bự nè bạn, các bạn nhìn chén nó chấm nữa các bạn. Thôi nãy giờ nó chấm á các bạn. Mấy con còn mấy con trong đây, mấy con cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không có được bự. Cái con bự nhất là hồi về dắt con cá thì mình bắt đúng các bạn. Thôi chị đi làm rồi. Nghe con mắt nè, cái tay vậy. Để được thêm lắm. Muốn được rồi đi. Mình đợi chút cho nó chín, mẹ này mới mình mới luộc sơ chứ chưa có cho nó chín. Chưa bung lớp vỏ rồi. Mình nướng xíu nó sẽ bung ra. Có mùi thơm mình đó chưa? Cháy cái vỏ hay gì? Ừ, thơm. Xin thông báo với các bạn biết là nãy Liên nó mới đi đá banh giải hội thể hoạt động cấp trường các bạn. Liên vô địch. Hôm nay mình sẽ ăn mừng. Coi như là đây là bữa tiệc ăn mừng của team mình luôn đi. Cái gì? Đây mấy bạn nhìn mình với vô tiền chơi nè, các bạn vui lắm. Lê, bấm thoại hoài các bạn nhìn mày kìa. Bấm đi, lấy ảnh đây xin tôi ghi dứt 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 dứt. Mày coi tất cả lên mẹ trên Zalo á. Tao có các bạn như hàng á, tao đăng lên cho bà coi nè. Con biết chơi hả? Tính chơi. Giữa tao không du địch. Con này lặt con này lại cho nó thì không, để mới gặp lặt rồi con này để cho nó lâu lâu đi, cái này nó còn ướt mà con dựa mình có ăn chín chả đâu không thà chín cho người sao hãy đi lao hà đi lao chuyện bảy con này chín chưa nè coi trong ơi chín rồi ăn thử miếng bé chín không đi đây coi để thử coi đi. Đây là ban kiểm dịch coi cá đã chín chưa. Rồi. Mấy cái dĩa kia ra luôn. Con cá này nứt luôn rồi nè. Trời ơi, Trang ơi, Trang ơi. Con này chín. Nhìn nó nướng con cá. Bây giờ nóng lắm rồi. Rồi con này luôn. Hai con bự. Nó nướng con cá khét nghẹt luôn mấy bạn ơi. Khét ra nó ngon mà. Khét ngon cái gì đâu. Lấy cái con cá mày để lên chứ. Nó khét cái da mà với cái thịt nó chưa tới đâu. Da lô kiến nó dày lắm. Nãy giờ mình nướng cá xong nha các bạn, cá mình chín hết trơn, mình được hai dĩa. Rồi giờ mấy mình ăn nha, mời bạn cùng ăn. Mời bạn cùng ăn nha. Mình chưa lột xong nữa các bạn. Mời bạn ăn các bạn. Ồ nó khô lắm rồi. Mơ lắm mơ lắm. Quá trời heo rồi, con cá nó đâu rồi. Ăn cá này phải chấm nước chấm thằng thánh của mình mấy bạn ơi. Nước chấm nó hơi ngon á. Nè, tôi quất lên gì nè. Mời bạn cùng ăn nha. Thư ăn đầu tiên. Thử coi thư, coi tại nhà tao nướng sao. Ngon lắm rồi. Rồi tới mình là người ăn thứ hai, mình sẽ chấm, mình chấm lên thư nha mày. Ngọt thế vậy? Mời bạn nghe. Ngọt, còn cay cũng ngon quá. Ống chua hết luôn ha. Ừ, vừa ăn. Ủa không ai chấm chén con dính chừng bụng nó cay quá. Bây giờ mình là người ăn thứ ba rồi. Nó ăn con ăn nè. Nãy giờ Nguyên nó ăn luôn mà. Lại dinh gan súc. Dài. Thư nó ăn nguyên con bự chà bá luôn. Mời bạn thứ hai nha. Chưa hết cái đuôi rồi. Quá đã luôn mấy bạn. Cái cơ mình ăn đi. Ngon. Wow, thư. Con ta không bằng thịt bằng con mày nhưng mà nó cũng nhiều đó. Tiên nhiều chắc.
con mình mà ăn thịt là cắn đặt răng luôn nha mấy bạn. Mấy bạn không nói gì chơi bữa nay không khí nó buồn với ta. Không nói bạn em nha. Trời ơi trời. Ngộ được cái má này á, bữa nay nó bị làm sao á. Để bình thường. Mày thì bình thường rồi, hai đứa nhỏ, hai đứa mình đó kìa. Hàng bay nói gì coi? Nói là ăn cua măng à. Trời. Vinh lột được không? Mấy đứa này lột giùm Vinh đi. Lột được không? Lấy trên nó kìa Trang. Sao chúng nó mặt là đáng quá. Mọi bạn ăn là thứ ba nha mấy bạn. Rồi thư ra cái bữa. Mọi bạn nha. Kim cá Vinh Kim Trang ăn rồi. Ăn chung mà. Mà con dở đây nè. Ăn chung lấy hết luôn. Mà bác anh ăn à. Nó như vậy. Nó thôi đó. Nó tài làm gì. Thôi lắm nha bạn. Để đây chân chừng đi. Từ từ chừng mất cổ nha bay. Quà bữa hổm là nó ăn mất cổ. Nhất là ăn quà. Bữa nay nó mất cổ rồi bạn. Bởi vì bây giờ phải nhắc nó. Chết rồi quá. Lộn chén nước cho Vinh ngồi cán lên ngay xé nữa luôn. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Cái mùi chút gì á. Mùi cái chút. Quá chung chén Vinh cay quá mọi người ơi. Nhiều hơn tại vì con Ly lần đầu ăn cá lau kiến coi coi biểu cảm như thế nào. Biểu cảm sao Ly? Được. Không ăn được đúng không? Ừ. Được rồi, được rồi. Con ăn xong rồi bác ăn thì con quay cho. Ăn ngất quá à. Bây giờ mình ăn xong rồi nha mẹ. Bây giờ mình ăn xong. Còn cái xương. Nếu tụi mình cũng dài rồi, bây giờ tụi mình xin kết thúc clip tại đây nha bạn. Nếu các bạn thích video này hãy cho tụi mình một like, đăng ký kênh, bấm nhập cái chuông để tụi mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới. Bye.